Nhớ chuẩn bị đây anh em này. Sời sời cha 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 cha. Yeah. Mua nick Free Fire lên quân tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi game trên đảo sa mạc nha mọi người. Ui, vãi nồi. Cái gì vậy? Vãi cả nồi này. Xong luôn, anh hạ thằng này đơn giản luôn này. Ui rồi, thấy chưa? Thằng bé nằm phơi xác kìa. Đồ khủng long dễ thương quá à. Thích không? Hết luôn. Lát mua cho bộ. Được. Nói đùa thôi em. Cái bộ khủng long này nó là hàng limited. Ngày xưa mới bán thôi, bây giờ là muốn đổi được cái bộ này hơi khó nhá. Thật luôn, đổi bộ này hơi khó luôn. Ồ, nào cho em mượn nick chơi con này đi, dễ thương. Cũng được, nick anh thì đủ các loại sở thú. Chó mèo, lợn gà, chim chuột các kiểu đấy. Tha hồ em mượn nick em xài như nào cũng được. Anh cũng có bộ đồ màu xanh này đúng không? Đồ khủng long á. Đồ khủng long á, anh nhiều đồ cơ, mấy đồ khủng long cơ. Cái đồ này vĩnh viễn rồi. Nhưng mà khủng long màu xanh mới là khủng long chứ. Bây giờ lại loại ra thêm mấy khủng long gà, khủng long chó, khủng long gì đấy, nó không đúng anh em ạ. Ủa sao trên này đâu nó nghèo vậy anh em. Tính ra là từ nãy đến giờ thì mình còn chưa có súng trường lên cơ anh em. Ủa con khủng long này nó đeo gì vậy? Bom hả? Đâu, cái này nó đeo cái ba lô em ơi. Ba lô này, ba lô trong thẻ vô cực mùa mới. Đấy, cái mùa mới nhất hình như là thẻ vô cực mùa 20 sao anh không nhớ nữa. Chơi game mà chẳng nhớ gì cả anh em ạ. Thế này chết tôi không. Xịn nhờ. Thật chứ trông giống kiểu, em có thấy giống kiểu bọn IS đánh bom cảm tử không? Em thề. Không tưởng nó đeo bom ấy. Không phải bom đâu, nó là cái ba lô thôi. Nhưng mà giống y hệt trái bom. Cái này là ba lô cấp 1 nhá. Lát mà anh mở cái ba lô cấp 3 nó phải xịn hơn nữa nhá. Đây này, từ từ anh kiếm cái ba lô cho. Thề luôn, kiểu ba lô này xịn đà vãi ra. Ngoài này có mấy cái nhà kiểu em có nhảy kiểu gì cũng ra được ngoài này. Đấy, thấy không? Ừ. Kiểu cái cửa sổ nó to như mà bố thằng ăn mày luôn. Vãi nồi. Đây anh chỉ em này. Chạy qua mấy cái vùng vàng này, này là mấy cái UAV này. Nó sẽ hiện vị trí của địch. Còn vùng xanh dương là vùng đồ hiếm nhá. Ừ. Đó anh chỉ cho thi thoảng. Úi dồi, lấy điện thoại của anh mà chơi game đầy trang phục thể. Sao cái vàng vàng nó di chuyển hoài trên bản đồ vậy? Ờ cái đấy là UAV, nó giống như kiểu là cái gì nhỉ? Cái drone này em nó cứ bay giống kiểu drone điều khiển ở ngoài á. Thì trong game nó cũng thế. Mà anh không hiểu sao mấy căn nhà này nó là nhà giấu vàng hay sao, nhiều vàng kinh khủng luôn. Cho xin một, cho xin một cái đi. Một cái gì em? Vàng. Ủa sao xin chủ nhà, anh đâu phải chủ nhà đâu, đòi xin vàng chết dở. Cái vàng trong game mình không lượm được, nói chung là nó chỉ là tượng trưng thôi. Đây này, có mấy thằng ngáo ngáo nó bắn nhau ở trên này. Đâu? Ôi vãi nổi. Đây này em này, từ từ anh đang chạy lên anh coi xem chúng nó ở đâu. Mấy thằng mất dậy này. Hình như là trên này này, bông keo này. Thấy không, thấy không? Ờ, thấy rồi. Mày đâu, mày đâu? Nó kìa, nó kìa. À, có lợn này. Mày trên này vỡ đầu này. Áo ui caro. Dồi. Áo caro á. Quần của nó đang còn quần caro nữa kìa. Mà tôi kệ đi. Thằng đấy làm sao mà đồ đẹp như đồ khủng long được. Uầy, xem chúng ta có gì nào mọi người. Từ từ cái nhở. Mình nghĩ là mình không chạy xe đâu. Chạy xe dễ bị cho nó bắn lắm nên thôi anh em ơi, đi bộ. Lỡ đâu khủng long béo quá ngồi xe sập xe sao anh em nhở. Còn có hai đứa kìa. Map này ít đấy. Quá nhở. Cái này nó là cái bản đồ mới thôi. Thế nên là nó chưa được mở hết đâu em. Nên là một cái bản đồ này có mỗi 20 người chơi à? Anh kiếm chúng nó chẳng ra luôn hay là chúng nó lại chơi trốn tìm rồi, thề luôn. Đừng nói núp ghế nữa nha. Hôm qua em thấy không? Kiểu chúng nó núp ghế này xong là chúng nó núp đủ mọi loại thể loại em ạ. Chỗ nào chúng nó cũng núp được. Chẳng hiểu sao nó đã bảo game sinh tồn rồi mà mấy ông chơi game kiểu nani? Ome ra wa se to sai. Nhiều khi anh chịu luôn. Mệt mỏi. Khủng long mỏi chân rồi em ạ. Tình hình là anh chạy mãi không kiếm được người, khủng long mỏi chân quá rồi em ạ. Đi xe đi. Đi xe á? Thôi. Hai cái xe này. Khủng long ngồi bẹp xe không đi đâu. Hai con xe đấy là hai con xe nó là mô hình thôi, không chạy được. Lát anh chỉ cho em mấy con xe chạy được nhá. Thính kìa. Ờ. Thính à? Đó, cái bạn ấy. Ui. Thính bữa nay toàn đồ cùi thôi. Game thủ anh em dạo này sang chảnh lắm, thính không thèm lượm đâu, anh cũng thế. Toàn chơi mấy cái súng như kiểu SK này, MP40 các kiểu này, đó. Chứ còn thính thì nó chỉ có Oza này, có AWM này. Đấy, M249,
rồi là thêm cây gì nữa nhở? SVD, súng phóng lựu M19. Và mấy cây SIDA đây này. Cái xe này mới là cái xe chạy được em này. Nó nổ kìa. Không sao, không sao. Nó nổ ngay ngoài mà. Đây này, anh lái xe châm coi này đó. Ơ mà anh tưởng khủng long ngồi sập xe. Ui, quần hồng này. Thằng cà phê này. Vãi cả nồi, mày làm gì đấy? Yêu màu hồng mà ghét sự giả dối à. Yêu màu hồng ghét sự giả dối á. Vãi. Anh nghe giống kiểu mấy thằng BD ấy. BD Thái. Ở BD Thái hả? Chào mọi người khá. Hello các bạn nha, tình hình là mình mới qua Thái một chuyến giới các bạn ạ. Thôi xạo chó thế đủ rồi nghe mày. Xạo chó nữa ơi, chết dở nhờ. Vãi. Có người đúng không? Có người. Đừng yên, có lợn này. Từ từ anh em ơi. Anh lút đồ cái đã. Lút nhanh, không sao. Thằng này tuổi gì anh em yên tâm. Anh thấy nó chạy qua đây nè. Mày mất dậy à? Nó kìa, nó đứng đó luôn kìa. Đây đấy, thằng áo đỏ đấy. À, áo đỏ à? Chứng tỏ gì? Chứng tỏ bị SIDA em ơi, thằng này lại thằng nghiện gặp scam hút chích rồi. Mày à, mày làm sao? Yes. Sao? Ui dồi. Và đây chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi thêm một cái trận đấu mới trên đảo sa mạc. Vãi cả trường. Chạy nhanh đấy. Con lợn này. Chờ anh tí. Cái cây shotgun mini bắn xa là hơi sai. Mày này, vỡ đầu. Đấy. Dạo này tôi vứt tâm cứ phải gọi là như siêu nhân anh em nhở. À, thêm thằng lợn này nữa à? Mày tính làm sao? Ui, mày làm sao? Hả? Solo không? Con lợn này. Thấy không? Em bắn bọn này đơn giản thôi mà. Có gì đâu. Súng gì vậy? Súng MP... MP5 nha em. Ờ. Phải rồi. Nó gầy mìn sau nhà này. Cái mìn xanh lè em mà dẫm vào là nổ chết toi luôn đó em. Mình có đặt được không? Rồi ok. Tất nhiên là mình đặt được rồi em. Nhưng mà mình phải lượm được cái mìn cơ. Thường thì anh không có đặt mìn. Cơ bản là nó hên xui lắm. Thi thoảng mình dẫm lại mìn của mình nữa thì đúng là... Ui dồi, đáng lòng thanh niên luôn anh em ạ. Các bạn công nhận không? Sao em? Nhưng hỏi chút là sao để biết mình đã đặt rồi và mình chưa đặt vậy? Mình đã đặt rồi ấy, thì nó kiểu nhìn nó sáng sáng màu xanh lá cây đó em. Nó sáng lên á. Còn bình thường cái mìn mà chưa đặt mà em nhặt ở dưới đất ấy, là nó màu nó hơi tối tối. Đó, dễ mà. Thế có gì không hiểu cứ hỏi anh. Cái này Zamba game anh chơi 2 năm rồi anh em ạ. Tôi chơi game Free Fire đến đây là 2 năm rồi. À đủ. Cái gì đây? Hầu gái Noel à? Bộ trang phục khuyến mãi toàn server đây. Mày này. Chạy đi em. Lúc lẹ nhỉ. Chạy đi em. Chị em thì cũng lên bảng điểm số nhá. Chúng mình chạy à. Em có thấy thi thoảng nó bị giật không? Kiểu như là hồn ma của nó hiện đấy. Thật á? Không, anh giỡn thôi. Không phải đâu. Game nó lag ấy. Nó từ phiên bản nào rồi nó lag. Cứ thi thoảng như kiểu hòm xác vừa giết nó xong, tự nhiên có thằng đứng dậy ấy. Lúc anh mới chơi anh giật hết cả mình luôn. Nhưng mà quen rồi. Giống kiểu nó bay đấy em. Nó bay đi ấy. Đó, hồn ma bay đi. Từ từ cơ nào anh xem anh lút đồ cái nào. Ờ, chúng ta có giảm thanh này. Nhưng mà thôi thường thì anh ít trang bị giảm thanh lắm. Lúc nào anh thích lên thôi. Đây kéo luôn vào Scar nhá. Thì cái giảm thanh này nó có tác dụng gì anh chỉ cho em này. Tức là em bắn nó không bị lộ vị trí trên bản đồ. Nó không hiện những cái ký hiệu đỏ á. Địch nó khó phát hiện mình hơn. Đây thấy không? Tầm này là chỉ còn lại có 7 đứa thôi. Bắn cái thùng đó gì vậy? Anh ngửa tay em ạ. Ngửa tay thì anh bắn thôi biết sao giờ. Ten ten mọi người ơi. Tình hình là còn lại 7 thằng nữa này. Mà bây giờ mình chẳng thấy cho nó trốn đâu. Chẳng hiểu sao nhở. Khó khăn quá anh em nhở. Nấp lầm hết. Thì cho nó đi trốn em. Chúng nó lại đưa nhau đi trốn rồi. Lại kiểu thể loại không chê nghèo lên xe anh đèo đấy. Chúng nó rủ nhau đi trốn cả rồi. Có mỗi tôi bây giờ khủng long lại săn. Mà nghe nói khủng long toàn bị các dân chơi thổ dân săn. Bây giờ hôm nay khủng long lại đi săn người. Vô lý hết sức anh em ạ. Ủa ơi, sao vậy? Chẳng thấy ai cả luôn đó. Nani? Anh là anh không biết cho nó trốn đâu cả rồi cơ. Nhiều khi là nhiều game là chạy mãi chẳng thấy ai anh em ấy hơi nản. Biết cái này cái gì không? Cái gì vậy? Cái này là cái nâng giáp đó em. Nâng
Nâng giáp tức là như nào? Anh vừa ở cái giáp 3 anh nâng lên giáp 4 này đấy, nó xịn hơn. À đâu, anh vừa giáp 4 anh lên giáp 4.5 mới đúng. Giáp trắng lên này thì nó trâu hơn đấy, địch bắn mình lâu chết hơn đấy. Hơi bị trâu chó luôn. Vãi nồi. Ừ. Chiến thắng không? Đấy nó đấy. Thôi mới dậy đây. Bây giờ nhá, nhìn anh thể hiện đây nè, anh thể hiện anh hạ thằng này phát một nhá. Thằng này không tuổi với anh, em hiểu không? Để xem. Trời ơi, khủng long này. Mày chạy đâu? Ui. Vãi nồi. Anh ơi, tha em. Sợ vãi. Đấy, nó em thấy nó xong bông keo không? Đấy, nó đấy. Nó chạy xuống kìa. Mày à? Thằng này ngáo chắc luôn. Nó bị ngáo đá đúng không? Thấp con hồng à? Vãi. Không hiểu sao mấy tên niên chấm bi à? Hồng chấm bi á? Ừ, không hiểu sao. Vãi nồi, hôm nay toàn gặp mấy thằng cà phê này, mày chạy đâu? Còn lỡ này, mày nhảy à? Ui, nó nhảy như siêu nhân đấy, nó tưởng nó ăn được anh cơ. Mày tuổi gì? Ui rồi. Nó không tuổi anh em ạ. Gặp ghẹo bằng không tuổi hết, auto trở thành em bé baby khóc. Wee. Được rồi nha, tranh thủ làm đạn cái nhá. Tê hình có, trận có này có con người trong đó. Ở đâu? Đứa nào? Không phải, có con người đó đó đó. À, cái đấy nó là cái liệu kiểu như là liệu chim mồi. Em biết để làm gì không? Tức như là em ném cái liệu lên nó hiện một cái người đó. Đấy. Địch nó nhìn nhầm thì sao nhở? Thì mình không bị ăn bắn, nó là như kiểu là một cái mô hình đấy. Chứ là cái liệu đấy nó không gây sát thương lên kẻ địch. Nên là anh cũng ít xài lắm, chẳng qua anh thích thì anh lượm thôi, chứ có gì đâu. Có người đúng không? Anh đang coi này, hình như là có đấy. Nãy em thấy nó chạy. Nó chạy đúng không? Đâu? Ở dưới kia, mà biết có phải không nữa. Mày chạy đâu nhở? À đây, đang giúp trong nhà đây này. Ui dồi, mày giúp trong nhà vệ sinh à? Coi chừng cái đầu nhở. Bây giờ nhá, anh thể hiện cho em xem này, cái này nhá, anh bắn bay đầu nó luôn nhá. Chuẩn bị này. Đấy. Ôi hay đấy. Trời ơi. Dân chơi mà là anh bữa nay trở thành dân chơi, người ta gọi là pro layer ấy. Rồi ok, có thêm mấy quả bóng keo cũng ngon sương sương anh em ạ. Lận lờ ra ngoài cái coi như nào nhở? Còn hai thằng đó em. Rồi xong, chúng nó vừa bắn nhau này. Thằng cuối này. Mày à? Yes. Hacksaw quá dễ luôn nhở? Hay quá. Đây này, anh thể hiện tuyệt chiêu Lý Tiểu Long cho mà xem này, chờ anh tí này. Nhá, chuẩn bị này anh em này. Sời, cha 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 cha. Yeah.